Thảo xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Cuộc Sống Tha Hồ Chimney. Hôm nay Thảo đi dạo ngoài biển, quay bồ công anh cho mọi người coi và cúc của Tần Khử Hoàng uống. Đây nè mọi người, cúc. Đây là bồ công anh thì mọi người hay hái về làm mật ong và nấu mật và nấu đường thì rất là tốt cho dị ứng. Nhưng mà mọi người có thể phơi khô làm trà và có thể làm mật. Nhưng mà phơi khô thì mình không có máy móc, thì mình phơi khô mình không khéo thì mình sẽ bị mốc, mà mình không biết những cái mốc ở trong đó, uống nó không tốt cho sức khỏe, nó sẽ có nấm mốc ở trong cơ thể mình, trong phổi, trong gan, trong phèo, trong phổi gì đó, thì nó không tốt cho cơ thể của mình. Thì mỗi lần như vậy thì tới mùa thì mình tranh thủ mình hái tươi, mình về mình nấu một nồi như vậy, thì có cho một trái chanh hoặc hai trái cam gì đó, thì mình nấu mình uống mấy ngày, thì mình uống liên tục như vậy thì nó rất là tốt cho cơ thể. Nếu mà làm mật ong á, thì mình nấu mật á, thì mật ong nó sôi lên cái độ cao quá thì nó sẽ không tốt, nó sẽ làm cái chất độc không tốt cho mình. Thì nấu đường á, thì mình uống đường á, thì nó lại không có tốt cho sức khỏe, nên mọi người cứ tranh thủ nấu uống cho nó ngon và sức khỏe, uống tươi như vậy thì nó rất là tốt cho sức khỏe của mình và bảo vệ. Thì Thảo mấy năm trước thì Thảo cũng có làm mật ong, nhưng mà thì làm mình làm bằng mật ong thì mình phải nấu sôi lên 100 độ thì nó rất không tốt cho sức khỏe của mình, nó sẽ có chất độc ở trong đó. Còn nấu đường để thành mật ong thì uống nó cũng không tốt, thà mình nấu tươi như vậy nè. Mình nấu tươi, mình uống rồi mình để mật ong vô khoảng nước nó ấm ấm thì mình để mật ong vô rất là tốt. Rồi những cái bông cúc này nè thì mọi người cũng có thể nấu uống, nên hoặc là mọi người lấy bông tươi về. Mọi người cũng có thể hái về làm ngâm vô thẳng mật ong luôn, mình rửa sạch mình thẳng vô mật ong luôn. Thì có gì chút xíu nữa thì Thảo sẽ hái và Thảo làm cho mọi người cách ngâm mật ong thẳng vào luôn, thì nó tốt hơn khi mình nấu. Hoặc là hoa cúc cũng vậy nữa, nên mọi người công thức này là của người Đức làm trà mật ong như thế nào. Đây mình quay cái cảnh biển, cái hoa cúc này là mỗi năm thì nhà nước đưa cái hạt gieo để cho ong nó đến để bảo vệ loài ong thôi, nó tiệt giống loài ong, nên hoa cúc trắng này rất là tốt. Thank you.
đừng có hái những lề đường chó nó đá nhiều lắm, nên mình hái về mình rửa không sạch, phân chó với nước đá chó nhiều lắm, nên Thảo hái ngoài biển này rất là sạch. Đó, hai bên đường toàn là hoa bồ công anh. Đó, buổi tối là gió biển rồi nó làm cho cái bông rất là tươi tốt, rất là đẹp. Bồ công anh ở bãi biển vàng ươm đẹp. Tranh thủ hái trong vườn, trong đồng rồi garden, chứ đừng hái lề đường mà nước đá chó nhiều lắm nghe mọi người. Nên mọi người cẩn thận, và bụi bặm xe hơi chạy ngang cũng nhiều bụi. Nếu mà mình đi hết cái bồ đực công anh này thì mình quay thì nó rất là dài, tại nó mấy chục cây số nè. Bây giờ mình chuẩn bị hái để mình làm cái cách mà giữ. Bây giờ mình sẽ hái, mình đang hái thì mình quay không được, thì mình hái bông xong rồi cách làm nha mọi người. Hello mọi người, hồi nãy Thảo có quay cái cảnh mà Thảo đi hái bông ở bãi biển. Bây giờ Thảo hái về thì Thảo rửa sạch, Thảo chỉ lấy cái bông vậy thôi. Thì rửa sạch rồi mình quay cho khô, thiệt là khô, không còn một cái giọt nước nào hết. Thì mình để vô keo, vô keo đây. Thì mình các bạn nhớ là thật là khô, không có nước gì hết nè. Rửa là để cho khô như vậy. Thì Thảo ngâm mật ong, ngâm như vậy á, thì mình mỗi lần mình uống trà, mình lấy mình bỏ vô thì nó thơm cái mùi bông, mà cái mật ong nó rất là đẹp. Thì mình bỏ mật ong vô thẳng nấu á thì rất là nguy hiểm, nó sẽ có cái chất độc,
mật ong mà nấu quá quá sôi thì nó quá nó độc lắm. Đó, thì mình lát nữa mình để thêm để cho chảy xuống cái bông. Thì để cho nó chảy chút xíu nữa thì mình quay lại mình bỏ lại. Giờ mình làm công thức nấu bồ công anh tươi cho mọi người uống. Kiểu mình nói nấu một ngày vậy mình uống 3 ngày để trong tủ mát, mình một lần như vậy mình uống 3 ngày mình để trong tủ mát. Bị gừng tùy theo mọi người uống nhiều uống ít. 2 trái cam và chanh, một trái hoặc 2 trái gì cũng được. Nước lọc thì mình đã chuẩn bị rồi. Mình một cái nồi hoa bồ công anh mình đã rửa sạch khô thì mình cân khoảng 1 ký, mình nấu một nồi thì bắt đầu mình chất cam vào. Mình để nước sắp sắp như vậy đó mọi người. Nấu cho sôi lên. Rồi mình bắt đầu mình để lửa cho riu riu. Rất là tốt cho những người mà bị dị ứng bướm hoa hoặc là dị ứng lâu năm rồi. Thì Thảo có uống qua rồi từ Thảo bị dị ứng hoa rất là nặng. Thảo uống cái này cũng nhiều năm qua, tới mùa thì Thảo nấu như vậy thì cải thiện cái dị ứng hoa rất là tốt, như là 80% là không còn nữa. Chỉ khi nó lạnh quá sụt sùi một tí hoặc hoa nhiều sụt sùi một tí thôi, còn khoảng 20% thôi. Nhưng mà đối với Thảo như vậy là quá tuyệt vời rồi mọi người. Mật ong á, bắt đầu nó chảy xuống từ từ, mình đổ thêm mật ong nữa để nó thấm những cái bông. Để trong tủ mát á cho rồi nó chảy xuống từ từ. Đây mình có mật ong bột công anh, nó chảy xuống nó thấm mấy cái bông hoa hết à mọi người. Mình để trong tủ lạnh rồi mình mỗi buổi sáng mình nấu nước sôi lên rồi mình múc bông với mật ong ra rồi mình uống thôi. Rất là tốt cho dị ứng hoa và tốt cho sức khỏe. Mà này là công thức của người Đức làm bông bồ công anh ngâm mật ong. Còn
cái công thức mà nấu trà với chanh với gừng đó là trên mạng, trên kênh YouTube nó đều là lan rộng ra, mọi người ai cũng biết hết. Nhưng mà cái này là rất là đặc biệt nè, Thảo mới phát hiện ra. Và trên trang web của Đức và những người Đức mình đã hỏi tham khảo qua thì rất là, mấy người nói rất là tốt, là trị bệnh cho như là bệnh gan nè, về viêm gan rất là tốt. Nhưng mọi người thử làm cái công thức này đi, rồi các bạn uống coi có ngon không thì comment dưới phần video của Thảo. Có gì chúng ta cùng thảo luận và để mình có những cái công thức ngon. Đây mọi người, nấu sôi riu lên như vậy thì lúc mình để nguội rồi mình mới uống với mực ong. Khoảng 40 độ thì mình uống mực ong, bây giờ là nước này không có để đường hay là mực ong gì hết, mình uống tươi. Và nước mình lấy ra mình để trong tủ mát, mình uống dần. Còn muốn uống nóng thì mình nấu lại khoảng 40 độ thì để mực ong vô. Rồi Thảo cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube Cuộc Sống Thảo Hồ Chimini. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và có một nước uống đầy thú vị và tuyệt vời trong cuộc sống. Bye bye mọi người.